Chào mừng quý vị trở lại với Thế giới tiêu điểm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các điểm nóng tin tức trên toàn thế giới liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine. Mới đây, phía Ukraine đăng video dùng UAV tự sát giá rẻ áp sát và phá hủy thiết bị bay không người lái được cho là đắt hơn nhiều lần của Nga. Đại tá Robert Rodder, chỉ huy đơn vị trinh sát những cánh chim Magyar của Ukraine, ngày 19 tháng 2 đăng video lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 126 nước này triển khai máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FPV để đối phó UAV Nga tại khu vực gần làng Krynky ở bờ đông sông Dnieper thuộc tỉnh Kherson. Video cho thấy UAV Ukraine áp sát từ phía sau rồi lao vào phi cơ cánh bằng của Nga, song trượt mục tiêu. Chiếc UAV sau đó lấy lại độ cao rồi tiếp tục công kích đối phương. Đòn đánh lần này được thực hiện chính xác, khiến cả hai phương tiện bị phá hủy trong tiếng hò reo ăn mừng của thành viên lữ đoàn 126. Đây được coi là cuộc không chiến đầu tiên giữa hai máy bay không người lái trên chiến trường Ukraine, dù loại khí tài này đã được cả hai phía sử dụng rộng rãi trong giao tranh. Nga và Ukraine trước đây chỉ sử dụng UAV để công kích mục tiêu trên mặt đất. UAV FPV do lực lượng Ukraine sử dụng là dòng tự chế mang theo đầu đạn nổ, có giá khoảng 400-500 đô la Mỹ mỗi chiếc. Đại tá Broder cho biết, chiếc UAV Nga bị phá hủy là dòng Rostov-R mới được Moscow triển khai trên chiến trường, có khả năng mang đầu đạn nặng 5 kg. Nga không công bố giá của Rostov-R, song các dòng UAV cánh bằng thường có chi phí sản xuất đắt hơn nhiều so với thiết bị bay cánh quạt như UAV FPV. Orlan 10, dòng UAV trinh sát cánh bằng được Nga sử dụng phổ biến tại Ukraine, có giá 87.000 đến 120.000 đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên UAV cánh bằng của đối phương bị đánh chặn bởi thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất. Quân đội Ukraine bình luận về video: UAV FPV là một trong những khí tài nổi bật nhất trên chiến trường Ukraine, được cả hai bên sử dụng với tần suất lớn nhờ ưu điểm giá thành rẻ, dễ sản xuất, có thể phá hủy các khí tài đắt hơn hàng trăm lần. Điểm yếu của nó là khó điều khiển, đòi hỏi người lái phải có kỹ năng sử dụng tay cầm rất thành thạo mới có thể đánh trúng mục tiêu. Đại tá Rodder cho biết lực lượng Ukraine hai ngày qua đã phát hiện tổng cộng 83 UAV FPV Nga và phá hủy 57 chiếc. Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ Ukraine cho biết, quân đội nước này hôm 20 tháng 2 đã triển khai UAV FPV tập kích một kho quân sự của Nga ở làng Staromilivka, tỉnh Donetsk, phá hủy nhiều xe tăng, thiết giáp và pháo của đối phương. Làng Krynky là đầu cầu mà lực lượng Ukraine thiết lập thành công ở bờ đông sông Dnieper vào tháng 11 năm 2023. Đây được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong chiến dịch phản công thất bại mà Kiev phát động tháng 6 cùng năm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20 tháng 2 thông báo quân đội nước này đã giành lại làng Krynky. Video được truyền thông Nga công bố cùng ngày cho thấy lính hải quân đánh bộ và đổ bộ đường không Nga cầm cờ tại nhiều khu vực trong làng. Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó phủ nhận thông tin, khẳng định quân đội Nga chưa đạt được bước tiến nào ở bờ đông sông Dnieper và cho rằng phát biểu của Bộ trưởng Shoigu là xuyên tạc thực tế. Pháo hủy MAS Ukraine tập kích nhóm lính Nga tập trung chờ chỉ huy thị sát. Chuyển qua một thông tin nóng khác, pháo phản lực HIMARS của Ukraine tấn công thao trường nơi quân nhân Nga tập trung chờ chỉ huy thị sát, khiến ít nhất 65 người thiệt mạng. Theo các nguồn tin, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội và được tình báo Anh ngày 21 tháng 2 dẫn lại cho thấy một đơn vị bộ binh Nga hứng chịu thiệt hại nặng nề khi bị Ukraine tập kích bằng pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Theo các blogger quân sự Nga và một quan chức Ukraine, vị trí tập kích nằm trong khu huấn luyện của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập gần vệ số 39 của Nga gần làng Chudovsko, tỉnh Donetsk. Hai hoặc ba quả rocket phóng từ pháo phản lực HIMARS đã đánh trúng nơi này khi các binh sĩ Nga đang tập hợp đội hình. Các quân nhân thuộc Lữ đoàn 39 khi đó tập trung để chờ Thiếu tướng Oleg Moiseyev, chỉ huy tập đoàn quân số 29 thuộc quân khu miền đông của Nga, tới thị sát. Các chỉ huy yêu cầu chúng tôi xếp hàng trên bãi đất trống, một quân nhân Nga sống sót sau vụ tập kích cho biết trong một video do BBC thu được. Phóng viên chiến trường Roman Sobankov cho biết tướng Moiseyev cuối cùng không tới thị sát đơn vị nói trên.
yêu cầu các quân nhân tập hợp đội hình một cách không cần thiết chỉ thể hiện bản thân mình quan trọng, có thể khiến các vị bị đạn pháo HIMARS giáng xuống đầu. SpongeBob chưa biết. Vì thế hãy lo chính bản thân và cấp dưới của các vị. Sergei Ratchet, phát ngôn viên của quân tình nguyện miền Nam Ukraine, cũng đăng video cho thấy những quả đạn HIMARS lao xuống nhóm quân nhân Nga đang tập trung trên một khu vực trống trải trong vụ tập kích tương tự tại Kherson, miền Nam Ukraine. Keteram Ripa ở Nga nhận định vụ tập kích bằng pháo HIMARS của Ukraine vào đội hình tập trung của Nga là sự kiện bi thảm và cho rằng các sĩ quan cấp cao thiếu ý thức chung và thiếu linh hoạt trong suy nghĩ là điều không đáng ngạc nhiên. Các bên tham gia chiến sự Nga-Ukraine từng chịu thiệt hại khi yêu cầu binh lính tập trung tại một khu vực để chuẩn bị cho những sự kiện có cấp trên tham dự. Hồi đầu tháng 11 năm 2023, quân đội Nga dùng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tấn công vị trí của lữ đoàn xung kích sơn cước số 128 của Ukraine ở tỉnh Zaporizhia. Nhiều tài khoản mạng xã hội Ukraine cho biết ban chỉ huy lữ đoàn 128 yêu cầu 100 binh sĩ tập hợp để tổ chức lễ trao thưởng nhân ngày truyền thống của pháo binh nước này. Vụ tập kích tên lửa khiến nhiều binh sĩ Ukraine thương vong, trong đó có chỉ huy lữ đoàn và một số sĩ quan thiệt mạng. Ukraine sau đó tuyên bố tập kích lễ trao giải thưởng của lữ đoàn hải quân đánh bộ độc lập cận vệ số 810 của Nga để trả đũa. Phía Nga cho biết Ukraine sử dụng pháo phản lực HIMARS khai hỏa cách mục tiêu khoảng 80 km. Ukraine biến UAV huấn luyện của Anh thành vũ khí tự sát. Trong một diễn biến khác, Ukraine lắp đầu đạn của UAV huấn luyện do Anh chuyển giao để tập kích mục tiêu Nga tại Mariupol, song bị tắt chiến điện tử đối phương đánh chặn. Chi nhánh của cơ quan an ninh liên bang Nga FSB tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk DBR đã phối hợp với các đơn vị của văn phòng chỉ huy quân sự và lực lượng vệ binh quốc gia Nga đánh chặn thiết bị bay không người lái UAV tự sát Basi Z-80 do Anh sản xuất tại thị trấn Novorossiysk, FSB thông báo hôm 19 tháng 2. Cơ quan này cho biết UAV do Ukraine phóng được trang bị khối thuốc nổ nặng 7 kg. Sau khi nó rơi xuống đất, đội phá bom của Nga đã vô hiệu hóa đầu đạn và phá hủy chiếc UAV tại hiện trường. Kết quả điều tra cho thấy mục tiêu của chiếc phi cơ là một cơ sở dân sự lớn ở thành phố Mariupol. Chiếc UAV định bay vòng qua thị trấn Novorossiysk trước khi tấn công cơ sở này từ hướng vịnh Taganrog, theo FSB. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin. Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ Kiev cho biết chiếc UAV bị tắt chiến điện tử Nga đánh chặn. Basi Z-80 là dòng UAV trang bị động cơ phản lực do công ty quốc phòng hàng đầu của Anh, Quinetic, phát triển. Thường được hải quân nước này sử dụng làm mục tiêu huấn luyện cho các tổ hợp phòng không do có diện tích phản xạ radar thấp. Theo số liệu công bố trên trang web của Quinetic, Basi Z-80 sở hữu tầm bay 100 km và có thể đạt vận tốc tối đa 720 km/h. Không rõ Anh chuyển giao cho Ukraine dòng UAV này khi nào. London ngày 12 tháng 1 thông báo sẽ cung cấp cho Kiev hàng nghìn thiết bị không người lái, bao gồm UAV trinh sát, UAV tấn công tầm xa và xuồng không người lái, phần lớn được sản xuất tại Anh. Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc UAV bị Nga đánh chặn có một số chi tiết khác biệt nhỏ so với dòng Basi Z-80, nổi bật là thanh ray ở dưới bụng, dường như liên quan tới hệ thống phóng. Việc gắn khối thuốc nổ lên chiếc Basi Z-80 có thể là cách cải tiến đơn giản của Ukraine nhằm biến dòng UAV huấn luyện này thành vũ khí tấn công. Ukraine có kinh nghiệm chuyển đổi UAV huấn luyện dùng động cơ phản lực thành vũ khí tự sát. Các vũ khí này đem lại cho Kiev khả năng tấn công mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ do Moscow kiểm soát, đặc biệt là các mẫu UAV cỡ lớn. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cuối tháng 12 năm 2023 cho thấy Ukraine đã triển khai ra chiến trường UAV tự sát UC-25, được cho là phiên bản nâng cấp của dòng UAV UC-23. Do tập đoàn Uraset của Ukraine sản xuất, UC-23 ban đầu được thiết kế để làm UAV huấn luyện, song có thể cấu hình lại để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tình báo. Nó sử dụng động cơ phản lực, có vận tốc khoảng 600-800 km/h, tầm hoạt động 400 km và bay trong vòng 90 phút. UC-25 được cho là có tầm bay gấp đôi phiên bản gốc. Iran có thể đã chuyển hàng trăm tên lửa đạn đạo cho Nga. Trong một diễn biến khác, Iran dường như đã chuyển hàng trăm tên lửa đạn đạo với tầm bắn 700 km cho Nga trong những tuần gần đây, theo các nguồn tin giấu tên. Hãng Reuters ngày 21 tháng 2 dẫn 3 nguồn tin từ Iran cho biết
Trong đó có nhiều quả đạn thuộc họ Fateh-110 với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 300-700 km. Một nguồn tin nói các chuyến hàng bắt đầu được giao vào đầu tháng 1 sau cuộc họp giữa quan chức quân đội, an ninh hai nước diễn ra cuối năm ngoái. Thêm một quan chức quân đội Iran giấu tên, ít nhất 4 lô hàng đã được chuyển giao và sẽ có thêm các chuyến hàng khác trong những tuần tới. Một quan chức quân đội Iran cho biết một số tên lửa được chuyển tới Nga bằng tàu qua biển Caspian. Số khác được vận chuyển bằng máy bay, không có lý do gì để che giấu. Chúng tôi được phép xuất khẩu vũ khí sang bất kỳ quốc gia nào chúng tôi muốn, quan chức thứ hai nhấn mạnh. Một nhà ngoại giao phương Tây cũng khẳng định Iran đã chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga những tuần gần đây. Một nguồn tin quân sự Ukraine nói nước này chưa ghi nhận lực lượng Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Iran trong xung đột. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từng cấm Iran xuất khẩu một số tên lửa máy bay không người lái UAV và công nghệ quân sự, nhưng các hạn chế này đã hết hạn từ tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn giữ nguyên các biện pháp trừng phạt đối với chương trình tên lửa đạn đạo Iran. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby tháng trước cho biết Mỹ lo ngại Nga sắp bắt được vũ khí đạn đạo tầm ngắn từ Iran. Một quan chức Mỹ nói Washington đã phát hiện bằng chứng về các cuộc đàm phán, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy tên lửa được chuyển giao. Jeffrey Blewitt, chuyên gia Viện Nghiên cứu Quốc tế Modo-Buri tại Mỹ, cho biết dòng tên lửa Fateh-110 là vũ khí chính xác cao và 400 tên lửa có thể gây tổn hại đáng kể nếu được sử dụng ở Ukraine. Ukraine nhiều lần yêu cầu Iran ngừng cung cấp UAV từ Sakhis-136 cho Nga. Không quân Ukraine hồi tháng 12 năm 2023 cho biết Nga đã phóng 3.700 chiếc Sakhis trong chiến sự và lực lượng phòng không bắn hạ hàng chục phi cơ mỗi tuần. Iran ban đầu phủ nhận cung cấp máy bay không người lái cho Nga, nhưng sau đó cho biết đã chuyển giao số lượng nhỏ trước khi Moscow phát động cuộc chiến ở Ukraine tháng 2 năm 2022. Cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho một trong những bên trong cuộc chiến Ukraine là hành vi mang động cơ chính trị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani đầu tuần này tuyên bố. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nga đã phá thế bế tắc ở Ukraine. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng Nga đã phá thế bế tắc và bắt đầu tấn công trên toàn tiền tuyến sau chiến thắng ở Avdiivka. Tình hình chiến trường Ukraine hiện không còn bế tắc nữa. Nga đã lấy lại động lực và đang tiến công dọc chiến tuyến dài 1.000 km. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói trong cuộc phỏng vấn hôm 21 tháng 2. Ông Gates cho biết Nga hứng chịu thiệt hại nặng nề trong chiến sự, nhưng đang cảm thấy tình thế đảo chiều và cờ đang đến tay họ do tình trạng khan hiếm đạn dược của Ukraine. Nguồn tiếp tế của Nga ngày càng tăng, cho phép họ duy trì mật độ hỏa lực pháo binh gấp 10 lần đối phương, ông cho hay. Cựu Bộ trưởng Mỹ thừa nhận các đồng minh châu Âu trong NATO vốn thường bị Washington chỉ trích đã tăng cường hỗ trợ Kiev nhưng không đủ khả năng gửi lượng lớn vũ khí. Những khí tài đầu tiên do NATO chế tạo chỉ có thể xuất hiện trên chiến trường vào năm 2025. Nguồn viện trợ thực sự cho quân đội Ukraine đến từ Mỹ, nhưng nó đang bị đình trệ, ông cho hay. Gates chỉ trích Quốc hội Mỹ chậm trễ phê duyệt viện trợ những loại vũ khí then chốt cho Ukraine, trong đó có tên lửa tầm xa, khi Kiev gặp hạn chế đáng kể trên chiến trường. Thời gian thông qua gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ hiện nay sẽ là yếu tố quyết định khả năng sống còn của Ukraine trước đợt tiến công mới do Nga phát động trong năm 2024. Nó sẽ tăng cường đáng kể năng lực phòng không cho Ukraine, giúp họ thiết lập mạng lưới phòng thủ mạnh mẽ để hạn chế nguy cơ mất thêm lãnh thổ. Cựu quan chức Mỹ nhấn mạnh. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 2 tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Avdiivka, thành trì chiến lược ở Donetsk, mà họ đã dùng lực tấn công từ tháng 10 năm 2023. Đây là thắng lợi lớn nhất mà quân đội Nga giành được kể từ khi kiểm soát thành phố Bakhmut hồi tháng 5 năm 2023. Chiến thắng này đã được cho là sẽ giúp Nga tăng cường đáng kể sĩ khí cho lực lượng, ngay trước thêm kỷ niệm 2 năm chiến sự nổ ra ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Đây cũng có thể là diễn biến mang tính bước ngoặt, góp phần thay đổi cục diện chiến trường trong bối cảnh quân đội Ukraine ngày càng suy kiệt về lực lượng và khí tài, phải chuyển sang thế phòng ngự trên khắp chiến tuyến. Mỹ đến nay vẫn là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, viện trợ an ninh và liên tục cam kết ủng hộ Kiev đến chừng nào còn cần thiết. Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì viện trợ của Mỹ khi Ukraine đang chuẩn bị bước sang năm thứ ba chiến sự. Chào mừng quý vị trở lại với Thế giới tiêu điểm.
hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các điểm nóng tin tức trên toàn thế giới. Binh sĩ Ukraine điều khiển drone mang thuốc nổ luồn vào kho, phá hủy một số xe tăng thiết giáp Nga được cất trong cơ sở này. Một nhóm tình nguyện Ukraine chuyên sản xuất máy bay không người lái cỡ nhỏ drone, ngày 22 tháng 2 đăng video vụ tập kích kho chứa xe tăng thiết giáp Nga do lữ đoàn cận vệ Tổng thống Ukraine thực hiện. Trong video drone Ukraine gắn đầu đạn chống tăng áp sát và tiến vào một nhà kho thông qua cửa chính để mở, nơi nhiều xe tăng thiết giáp Nga đang đậu và không có binh sĩ canh gác. Chiếc drone lượn chậm rãi bên trong để chọn mục tiêu trước khi lao vào một xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator. Chiếc drone thứ hai bay vào nhà kho từ một cửa khác rồi lao xuống xe tăng T-72 gần đó. Video còn cho thấy loạt vụ tập kích khác bên trong nhà kho, trong đó drone tiếp tục tấn công một xe tăng T-72, một xe chiến đấu bộ binh BMP-3, hai pháo phòng không S-60 và hai xe tải được cho là chở đầy đạn dược. Nhà kho chứa phương tiện chiến đấu của Nga bốc cháy sau vụ tập kích. Phía Ukraine không công bố địa điểm và thời gian cụ thể của vụ tập kích, song cho hay đã phá hủy nhiều phương tiện trị giá hàng trăm nghìn đô la Mỹ của Nga bằng drone giá chưa tới 5.200 đô la Mỹ mang theo đầu đạn nặng khoảng 2 kg. Trang theo dõi thông tin tình báo OSINTE cho biết nhà kho nằm ở làng Staromslinovka, tỉnh Donetsk, cách tiền tuyến gần 5 km. Giới chuyên gia phương Tây nhận định lính Nga cất giữ phương tiện cẩu thả trong nhà kho và họ có thể ngăn được tổn thất chỉ bằng một tấm lưới thép giá rẻ chặn ở cửa nhà kho. Lực lượng Nga có thể đã quá tự mãn khi để nhiều thiết bị chiến đấu lộ liễu trên tiền tuyến và làm mồi cho thiết bị bay không người lái, vốn được sử dụng rất phổ biến trên chiến trường. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định cuộc tập kích cho thấy Ukraine đang phải phụ thuộc thế nào vào máy bay không người lái UAV, đặc biệt là drone, để thực hiện nhiệm vụ phá hủy phương tiện chiến đấu của Nga. Nguồn đạn pháo cạn dần của Ukraine đang là vấn đề lớn khi Quốc hội Mỹ chưa duyệt góp ngân sách bổ sung để cung cấp viện trợ cho nước này. Trong khi đó, các nước châu Âu chưa thể hoàn thành cam kết cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Kiev. Ukraine gần đây tăng cường sản xuất drone để sử dụng trên chiến trường, đồng thời nhận loại phương tiện này từ nhiều quốc gia như Anh và Latvia. Nhu cầu của Ukraine gia tăng sau khi Nga nhanh chóng tăng sản lượng loại khí tài không người lái này. Nga phóng hơn 8.000 tên lửa, gần 5.000 UAV vào Ukraine từ đầu xung đột. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inak ngày 22 tháng 2 cho biết, kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây 2 năm, Nga đã phóng tổng cộng hơn 8.000 tên lửa và khoảng 4.630 máy bay không người lái UAV nhắm vào các mục tiêu khác nhau ở Ukraine. Các tên lửa này thuộc nhiều chủng loại, trong đó có cả tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình siêu vượt âm. Ngoài tên lửa, Moscow cũng sử dụng ngày càng nhiều UAV vào các cuộc tấn công, các hệ thống phòng không của Ukraine và bắn hạ hơn 3.600 UAV. Những tên lửa và UAV này nhắm vào những mục tiêu như kho vũ khí, đạn dược, các hạ tầng năng lượng, cơ sở sản xuất. Ông Inak cho biết các đội săn UAV cơ động nhỏ của Ukraine đã hạ gục hầu hết UAV, bao gồm cả Shahed do Iran chế tạo. Hệ thống phòng không của Ukraine đã được cải thiện đáng kể sau khi Kiev tiếp nhận các hệ thống phòng không hiện đại của phương Tây như Patriot của Mỹ. Ông Inak không tiết lộ liệu Ukraine đã nhận bao nhiêu hệ thống như vậy từ phương Tây, song giới chức nước này tiếp tục kêu gọi Mỹ và đồng minh cung cấp thêm để giành ưu thế trên không. Xung đột Nga-Ukraine nổ ra từ tháng 2 năm 2022. Đây là cuộc xung đột ác liệt nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, khiến cả Moscow và Kiev đều hứng chịu tổn thất lớn. Phương Tây liên tục viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, khi cuộc chiến chuẩn bị bước sang năm thứ ba, các nước này bắt đầu cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Nguồn viện trợ chậm lại đang gây bất lợi đáng kể cho Ukraine trên chiến trường. Gần đây nhất, quân đội Ukraine tuyên bố rút quân khỏi Avdiivka ở miền đông sau nhiều tháng giao tranh. Lý do Kiev đưa ra là phương Tây chậm trễ viện trợ khiến nguồn đạn dược của Ukraine cạn kiệt. Thư ký Hội đồng Quốc phòng An ninh Ukraine Alexei Danilov ngày 22 tháng 2 kêu gọi Liên minh châu Âu EU nên cung cấp toàn bộ vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Ông cho rằng những vũ khí đó cũng trở nên vô ích với EU nếu xảy ra các cuộc xung đột trong tương lai. Trong khi đó, Ukraine lẽ ra đã đánh bại Nga nếu được cung cấp đủ vũ khí. Chúng tôi có kinh nghiệm dày dặn và chúng tôi hiểu rằng châu Âu sẽ không cần những khẩu súng, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các khí tài khác cho các cuộc chiến tiếp theo. Họ nên viện trợ hết cho chúng tôi như Đan Mạch đã làm, ông nói. Thủ tướng Đan Mạch
Mette Frederiksen đầu tuần trước tuyên bố nước này sẽ chuyển toàn bộ đạn pháo cho Ukraine. Chúng tôi quyết định tặng toàn bộ pháo của nước mình. Tôi biết còn đạn dược trong các kho ở châu Âu. Đây không chỉ là vấn đề về sản xuất. Chúng ta có vũ khí, đạn dược, hệ thống phòng không không cần sử dụng đến trong lúc này. Chúng ta nên chuyển cho Ukraine, bà Frederiksen kêu gọi. Ngoài ra, bà Frederiksen cho biết, Đan Mạch sẽ sớm chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine và vẫn đang tìm kiếm thêm các đối tác cung cấp máy bay chiến đấu tiên tiến này. Bà thừa nhận các nước NATO đã làm rất tốt để hỗ trợ Ukraine nhưng chưa đủ. Ông Danilov khẳng định, nếu có thêm vũ khí viện trợ của phương Tây, Ukraine sẽ đảm bảo Nga không còn là mối đe dọa đối với các thành viên EU, NATO. Chiến lược có thể giúp Ukraine chặn đà tiến của Nga. Chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine vẫn có thể giành thắng lợi trước Nga nếu ưu tiên phòng thủ và xây dựng lại năng lực chiến đấu sau thất bại ở Avdiivka. Chiến trường Ukraine đang chứng kiến sự đảo chiều nhanh chóng khi chiến dịch phản công quy mô lớn của Kiev thất bại. Nga củng cố được lực lượng và chuyển sang phản công. Vì thành trì Avdiivka thất thủ là thất bại đáng kể nhất của quân đội Ukraine trong gần một năm qua. Giáng đòn mạnh vào tinh thần binh sĩ, có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến nỗ lực tuyển quân để bổ sung lực lượng của Kiev. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho rằng Nga đã phá thế bế tắc và bắt đầu tấn công trên toàn tiền tuyến sau chiến thắng ở Avdiivka. Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây nhận định Ukraine vẫn có thể gượng dậy sau loạt thất bại và ngăn chặn đà tiến của lực lượng Nga nếu nước này ưu tiên phòng thủ, xây dựng lại năng lực tác chiến và tấn công ở khu vực đối phương dễ bị tổn thương nhất. Chiến lược phù hợp cho Ukraine trong năm nay là giữ thế trận, xây dựng lại lực lượng và tiến công có chọn lọc. Michael Kosman, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Carnegie có trụ sở tại Mỹ cho biết. Theo Kosman, trong giai đoạn giữ thế trận, Ukraine phải củng cố phòng tuyến, cố thủ và bảo vệ tiền tuyến nhằm tiêu hao lực lượng Nga. Chuyên gia này giải thích nếu Ukraine chuyển sang thế thủ và giữ phòng tuyến, họ sẽ đẩy Nga vào thế bất lợi khi phải hao tổn nhiều nguồn lực để tấn công vào những trận địa được củng cố. Trong quá trình giữ vững phòng tuyến, Ukraine có thể xây dựng lại lực lượng thông qua tái cơ cấu các đơn vị, tăng cường huấn luyện, mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và viện trợ quân sự từ phương Tây. Đồng thời, quân đội nước này cũng có thể tiến hành tấn công có chọn lọc và những mắt xích yếu nhất của Nga trên tiền tuyến thay vì phản công diện rộng như hồi năm ngoái. Cách đánh này có thể bào mòn dần năng lực của Nga, tạo cơ hội cho các hoạt động tấn công lớn sau này của Ukraine. Trong bài viết trên chuyên trang War on the Rock, Coleman cùng hai chuyên gia quân sự Rock Lee và Dara Masikot nhận định việc thực thi chiến lược 3 giai đoạn này hoàn toàn có thể giúp Ukraine đạt lợi thế cần thiết để chặn đà tấn công của Nga vào năm 2025. Nhưng kịch bản đó phụ thuộc nhiều vào nguồn viện trợ liên tục từ phương Tây và những lựa chọn mà họ đưa ra lúc này. Trong khi hoạt động tác chiến trên bộ liên tiếp gặp bước lùi, Ukraine gần đây đạt được một số thành công ở mặt trận trên biển. Kiev đã thực hiện một số đợt tập kích bằng xuồng không người lái tự sát USV nhằm vào hạm đội biển Đen của Nga, khiến lực lượng này có thể đã mất tới 1/3 chiến hạm trong biên chế. Các chuyên gia cho biết rằng, những thành công này có thể là nền tảng để Ukraine giữ vững tinh thần để tiếp tục cuộc chiến. Kịch bản tốt nhất là Ukraine có thể giành lại thế chủ động vào năm tới, Kosme nói. Trong trường hợp xấu nhất, Ukraine vẫn có thể cầm cự một cách hiệu quả và khiến Nga đi chệch hướng trong nỗ lực thực hiện mục tiêu chiến lược quân sự đặc biệt của họ trong năm 2025 hoặc năm 2026. Emma Ashford, chuyên gia cấp cao tại trung tâm Stimson, viện nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ, cũng đánh giá quân đội Ukraine hiện nay thiếu năng lực mở các đợt tấn công và cho rằng họ nên chú trọng xây dựng phòng tuyến vững chắc để ngăn lực lượng Nga tiến thêm. Ukraine không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ, song chúng ta có thể giúp họ ngăn Nga đạt được những bước tiến tiếp theo, bà Ashford nói. Chúng tôi ủng hộ phương án tăng cường hầm hào, củng cố phòng tuyến, kèm binh chống bộ binh và chống tăng. Đây là những gì Nga đã làm trong năm qua để phòng thủ hiệu quả. Theo bà Ashford, việc Ukraine tập trung vào phòng thủ có thể mang lại lợi ích chính trị cho các nước phương Tây, khi châu Âu có thể duy trì hỗ trợ Kiev trong lúc nguồn viện trợ quan trọng từ Mỹ chưa được giải phóng. Cách tiếp cận này rẻ và hiệu quả hơn, giúp giải quyết vấn đề về nhân lực do hoạt động phòng thủ đòi hỏi ít quân hơn tấn công. Ashford nói, kể cả khi không có viện trợ từ Mỹ, các quốc gia châu Âu vẫn có thể đóng góp khá lớn cho Ukraine để phòng thủ. Chuyên gia này cho biết viện trợ của Mỹ đóng vai trò rất quan trọng trong cung cấp một số loại đạn dược và vật tư thiết yếu.
Song, việc củng cố phòng tuyến cho Ukraine không cần đến số tiền hàng tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua. Theo Cosman, chiến thắng của Ukraine không nhất thiết là giành lại các khu vực đối phương kiểm soát, mà tạo ra đủ động lực để đàm phán về thỏa thuận hòa bình lâu dài với Nga với các điều kiện có lợi. Tuy nhiên, không phải chuyên gia phương Tây nào cũng cho rằng Ukraine có triển vọng giành thắng lợi, đặc biệt là trên chiến trường. Daniel Davis, chuyên gia thuộc Quỹ ưu tiên quốc phòng tại Mỹ, đánh giá Ukraine không thể định đoạt tình hình bằng biện pháp quân sự trong xung đột với Nga. Nếu chỉ dựa vào lực lượng quân sự, Ukraine không thể thắng trong cuộc chiến này vào bất cứ thời điểm nào, Davis nói. Đồng thời nhận định Ukraine cần nỗ lực đàm phán với Nga càng sớm càng tốt để chấm dứt chiến sự. Quân đội Ukraine đang vật lộn với tình trạng thiếu đạn dược và các vật tư quân sự thiết yếu khác, khiến hoạt động phòng thủ của họ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Nga thể hiện năng lực tốt hơn trong huy động lực lượng và các nguồn lực khác cho chiến trường. Trong chiến dịch công phá Avdiivka, không quân Nga có thể yểm trợ tầm gần cho các đơn vị bộ binh đang tiến công, cho thấy lực lượng nước này chiếm ưu thế trên khâu nhất định. Theo các chuyên gia quân sự phương Tây, nếu Ukraine không thể ngăn chặn được xu hướng này, họ sẽ chỉ hứng chịu thiệt hại nặng nề hơn. Cuộc đua phát triển tàu ngầm đang đốt nóng lòng biển thế giới, mang trong mình sức mạnh hủy diệt đáng sợ của ngày tận thế. Những con quái vật dưới lòng biển là mối đe dọa cho bất kỳ hạm đội mặt nước nào. Khi khoảng cách công nghệ quân sự giữa các cường quốc ngày một thu hẹp lại, thì nguy cơ thế giới phải chứng kiến chiến tranh cũng lớn dần lên. Trong video ngày hôm nay, xin mời các fan của Thế giới Tiêu Điểm khám phá sức mạnh đội tàu ngầm của Mỹ và Trung Quốc. Và chúng ta hãy cùng thử đoán xem trong một cuộc hải chiến thực sự, bên nào sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Đầu tiên hãy đến với sức mạnh tàu ngầm Mỹ. Nước này đang phát triển một mẫu tàu ngầm tấn công hạt nhân mới, được kỳ vọng đánh bại các đối thủ cạnh tranh sau khi ra mắt. Hải quân Mỹ lần đầu công bố dự án phát triển tàu ngầm tấn công thế hệ mới mang tên SSNX cách đây một thập kỷ, nhằm thay thế tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia. Theo kế hoạch, lực lượng này sẽ hoàn thành phân tích yêu cầu về kỹ thuật của dự án trong năm 2024 và bắt đầu chế tạo SSNX từ giữa năm 2030. Hải quân Mỹ đã đề xuất khoản ngân sách 554,7 triệu đô la Mỹ trong năm tài khoá 2024 cho nghiên cứu phát triển tàu thuộc dự án SSNX, tăng 130% so với năm ngoái. Trong đó, 361,6 triệu đô la Mỹ sẽ được sử dụng cho hoạt động phát triển tổng quát, số còn lại dùng cho việc chế tạo động cơ hạt nhân trang bị trên mẫu tàu ngầm thế hệ mới. Ước tính tàu SSNX sẽ có giá 6,7 đến 8 tỷ đô la Mỹ mỗi chiếc. Nguyên nhân khiến Mỹ quyết định chi hàng tỷ đô la Mỹ cho lớp tàu ngầm tấn công này được cho là sự trỗi dậy của Hải quân Trung Quốc và Nga gần đây. Sản phẩm đầu tiên của dự án SSNX dự kiến hạ thủy vào năm 2034, ngay sau khi tàu lớp Virginia cuối cùng được đưa vào biên chế. Hải quân Mỹ bắt đầu mua tàu lớp Virginia từ năm tài khoá 1998, duy trì mức 2 chiếc một năm từ năm 2011 tới nay. Lực lượng này hiện có tổng cộng 21 tàu lớp ngầm lớp Virginia, trong đó 3 chiếc là phiên bản Block 4. Phiên bản mới nhất Block 5 đang trong quá trình chế tạo tại nhà máy của General Dynamics và Huntington Ingalls Industries. Virginia được đánh giá là lớp tàu ngầm hiện đại bậc nhất thế giới vào thời điểm ra mắt, được trang bị các tính năng hỗ trợ tiên tiến như công nghệ hình ảnh 3D, Cartier. Phiên bản Block 5 được trang bị mô đun trọng tải Virginia VPM với 4 ống có khả năng mang 28 tên lửa hành trình Tomahawk Block 5 mới nhất, bên cạnh 12 quả đạn đặt trong ống phóng thẳng đứng, giúp con tàu có thể tấn công cả mục tiêu trên mặt đất và dưới nước. Tàu ngầm lớp SSNX dự kiến cũng được chế tạo bởi các công ty con của General Dynamics và Huntington Ingalls Industries. Do đây là hai công ty Mỹ duy nhất có cơ sở vật chất phù hợp để sản xuất tàu ngầm tấn công hạt nhân. Trong bản đề xuất ngân sách phát triển dự án SSNX trong năm tài chính năm 2022, Hải quân Mỹ cho biết mẫu tàu ngầm thế hệ mới này sẽ có tốc độ di chuyển nhanh và khả năng tàng hình tốt hơn so với tàu lớp cũ, đồng thời có thể hoạt động ở nhiều điều kiện môi trường biển khác nhau. Tàu SSNX cũng được thiết kế để mang theo nhiều loại vũ khí và được thực hiện nhiều nhiệm vụ,
trong đó trọng tâm là năng lực tác chiến chống ngầm ASW, bao gồm khả năng ứng phó với lượng lớn tàu ngầm đối phương cùng lúc. Trong khi đó, tàu ngầm lớp Virginia ban đầu được chế tạo với mục tiêu chủ yếu là hoạt động ở các khu vực gần bờ biển. SSNX được thiết kế để ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các đối thủ ngang hàng trong cuộc cạnh tranh giành ưu thế trong lòng biển. Hải quân Mỹ nhấn mạnh, nó sẽ có khả năng tác chiến dưới biển một cách toàn diện, cũng như phối hợp hoạt động với các tàu và thiết bị cảm biến khác. Hệ thống số kỹ thuật cụ thể của tàu ngầm SSNX chưa được công bố, song giới chuyên gia nhận định tàu sẽ có hệ thống cảm biến thủy âm ở hai bên sườn lớn hơn, động cơ chạy êm hơn và được lắp nhiều ống phóng ngư lôi hơn so với tàu lớn Virginia. Nó cũng có thể sẽ được trang bị cả vũ khí laser. Một số nhà phân tích cũng cho rằng tàu thuộc dự án SSNX sẽ mang các đặc điểm của tàu ngầm tấn công Sea-Quar, hiện đã bị dừng sản xuất. Đi vào hoạt động từ cuối những năm 1990, Sea-Quar được đánh giá là một trong những lớp tàu ngầm nổi bật nhất ở thời kỳ chiến tranh lạnh. Con tàu có khả năng di chuyển với tốc độ ồn thấp ở tốc độ 37 km/h. Đạt vận tốc tối đa là 65 km/h khi chạy hết công suất, vượt trội các tàu ngầm tên lửa đạn đạo khác của Liên Xô thời điểm đó. Tàu SSNX được cho là ít nhất sẽ ngang bằng tàu Sea-Quar về tốc độ và trang bị vũ khí. Thiết kế của tàu SSNX sẽ có sự tương đồng với tàu lớp Sea-Quar trên một số khía cạnh, như được bổ sung thêm năng lượng tấn công mục tiêu trên đất liền. Chuyên gia về tàu ngầm và hệ thống dưới nước H.E. Sutton nhận định. Mẫu tàu ngầm thế hệ mới của Hải quân Mỹ cũng được kỳ vọng là sẽ có tuổi thọ hoạt động dài như tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Columbia, ước tính lên tới hơn 40 năm. Tàu ngầm thuộc dự án ASNX được kỳ vọng sẽ lấn át các đối thủ cạnh tranh sau khi xuất hiện, giúp Hải quân Mỹ duy trì ưu thế dưới lòng biển trong hàng thập kỷ tới. Maya Kalin, nhà phân tích tại Trung tâm Chính sách An ninh có trụ sở tại Washington cho biết, Mỹ nhận tàu ngầm không người lái hiện đại nhất thế giới. Không chỉ tập trung phát triển hạm đội tàu ngầm siêu khủng, Mỹ còn muốn đi trước một bước trong việc theo đuổi các thiết bị không người lái hoạt động dưới biển sâu. Cuối năm 2023, Hải quân Mỹ đã tiếp nhận tàu ngầm Oscar. Khí tài không người lái có thể tạo lợi thế trên biển nhờ khả năng hoạt động liên tục trong nhiều tháng. Chúng tôi đã bàn giao phương tiện không người lái dưới nước ngoài cỡ XLUUV Oscar đầu tiên cho Hải quân Mỹ. Tài khoản mạng xã hội X của tập đoàn Boeing ngày 21 tháng 12 năm 2023 thông báo, việc bàn giao được tiến hành sau khi mẫu tàu này vượt qua bài kiểm tra chất lượng cuối cùng hồi đầu tháng. Boeing trước đó đã hợp tác với Hải quân Mỹ tiến hành một số cuộc thử nghiệm tàu Oscar trên biển. Tàu ngầm không người lái Oscar được phát triển trong hơn 10 năm, có khả năng đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng và dài hơi ở những vùng biển nhiều biến động. Ann Stephens, Phó Chủ tịch Hệ thống Tình báo và Hàng hải của hãng, khẳng định đây là mẫu phương tiện không người lái dưới nước UUV hiện đại và mạnh mẽ nhất trên thế giới hiện nay. Chúng tôi muốn tiếp tục cung cấp phương tiện có khả năng thay đổi cuộc chơi này cho Hải quân Mỹ trong thời gian tới. Ông Stephens cho biết, Boeing dự kiến cung cấp thêm 4 tàu Oscar cho Hải quân Mỹ. Chiếc cuối cùng sẽ được bàn giao vào tháng 6 năm 2024 theo kế hoạch ban đầu. Hãng sẽ bàn giao chiếc Oscar đầu tiên vào tháng 12 năm 2022, song bị trì hoãn vì ảnh hưởng của COVID-19 và thay đổi trong thiết kế. Điều này khiến chi phí phát triển Oscar bị dội lên 242 triệu đô la Mỹ, tăng 64% so với ước tính ban đầu. Tàu ngầm không người lái Oscar dài 24 mét, nặng 80 tấn, tải trọng 8 tấn, sở hữu thiết kế theo dạng module nên có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm trinh sát, rải mìn và tác chiến điện tử. Hải quân Mỹ đang cân nhắc bổ sung thêm một số hệ thống vũ khí cho tàu Oscar, trong đó có thủy lôi, tên lửa hành trình và phương tiện bay không người lái. Con tàu được trang bị động cơ diesel biển giúp nó có thể lặn dưới nước trong thời gian dài và ít gây ra tiếng động. Khi kết hợp với pin lithium-ion, tàu Oscar có thể hoạt động trên biển trong nhiều tháng và di chuyển với vận tốc khoảng 5,5 km/h. Do trọng lượng lớn, con tàu nhiều khả năng sẽ được phóng từ tàu mặt nước cỡ lớn hoặc bến tàu. Oliver Baskin, chuyên gia quân sự nhận định, khả năng hoạt động tại các vùng biển lớn trong thời gian dài với ít phát ra tiếng ồn sẽ giúp tàu Oscar trở thành tài sản hữu ích của Hải quân Mỹ.
Nó có thể được dùng trong các nhiệm vụ mang tính rủi ro cao như tập kích nhà máy đóng tàu và cảng biển của đối phương, hay rải thủy lôi ở các vùng nước hẹp như sông ngòi. Hải quân Mỹ hiện có kế hoạch biên chế nhiều mẫu UUV có kích cỡ khác nhau, trong đó tàu ngầm Oscar là một loại lớn nhất. Washington trước đó đã phải hủy bỏ dự án phát triển mẫu UUV cỡ lớn mang tên Nasthit, nên việc được bàn giao tàu Oscar sau nhiều năm trì hoãn là bước tiến quan trọng của nước này trong cuộc chạy đua trên biển. Cuộc chiến hàng hải trong tương lai sẽ chứng kiến ngày càng nhiều các phương tiện không người lái và mặt trận dưới nước, sẽ là nơi mà các công nghệ này gây ra tác động lớn nhất, chuyên gia này cho hay. Kỷ nguyên áp đảo của tàu ngầm Mỹ trước Trung Quốc có thể kết thúc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đối thủ của Mỹ là Trung Quốc. Nước này cũng đang tập trung phát triển hạm đội tàu ngầm đầy năng lực và tham vọng cạnh tranh song phẳng với Hoa Kỳ. Thời gian gần đây, một số chuyên gia thậm chí còn dự định rằng tàu ngầm Mỹ sẽ không còn áp đảo Trung Quốc khi Bắc Kinh phát triển tàu ngầm độ ồn thấp, tăng năng lực sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Hải quân Trung Quốc đang vận hành 6 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo SSBN Type 094 được trang bị tên lửa CL-2 với tầm bắn khoảng 8.000 đến 9.000 km hoặc tên lửa CL-3 có tầm bắn hơn 10.000 km, giúp nó có thể tấn công lãnh thổ lục địa Mỹ từ khoảng cách an toàn. Như vậy, tàu ngầm Type 094 có khuyết điểm lớn là phát ra nhiều tiếng ồn khi hoạt động, dễ bị đối phương phát hiện. Văn phòng tình báo Hải quân Mỹ ước tính mẫu tàu này tạo ra tiếng ồn lên tới 140 decibel khi hoạt động ở tần số thấp, cao hơn tàu ngầm Delta III do Liên Xô phát triển từ những năm 1970. Trong khi đó, tàu ngầm Mỹ thường chạy rất êm, khiến Hải quân Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc theo dõi phát hiện. Tuy nhiên, điều này dường như đang thay đổi. Trung Quốc đã đạt được tiến bộ về công nghệ tàu ngầm và khả năng phát triển vật thể dưới biển, qua đó thu hẹp dần khoảng cách trong lĩnh vực từng có sự chênh lệch lớn nhất giữa quân đội nước này và Mỹ. Alastair Gale, nhà phân tích của Wall Street Journal, WSG, nhận định. Gale cho biết ảnh vệ tinh chụp hồi đầu năm 2023 cho thấy tàu ngầm SSBN Type 096 Trung Quốc, thế hệ kế tiếp của Type 094 và đang trong quá trình phát triển, được trang bị hệ thống đẩy phản lực dòng nước Bumset thay vì dùng hệ thống động lực truyền thống với chân vịt 6 hoặc 7 cánh lộ thiên. Thiết kế Bumset có nhiều ưu điểm như tốc độ cao, độ ồn thấp và không tạo ra bong bóng khí như chân vịt, giúp tăng bán kính hoạt động và giảm khả năng bị phát hiện của tàu ngầm. Đây là lần đầu tiên công nghệ giảm tiếng ồn được Mỹ sử dụng này xuất hiện trên tàu ngầm Trung Quốc. Tàu Type 096 có phần thân lớn hơn bất kỳ tàu ngầm hiện hành nào của Bắc Kinh. Kích thước lớn cho phép nó có thể lắp đệm hấp thụ âm thanh để giảm tiếng ồn từ động cơ. Tương tự thiết kế của tàu ngầm Nga. Theo giới phân tích, phần lớn công nghệ tàu ngầm hiện nay của Trung Quốc đến từ việc sao chép đảo ngược. Tàu ngầm điện diesel nước này mua từ Nga sau chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc chưa sở hữu công nghệ mới nhất của Nga. Quan hệ Nga-Trung được thắt chặt sau khi chiến sự tại Ukraine bùng phát khiến giới chức phương Tây lo ngại. Moscow có thể chia sẻ bí mật công nghệ về tàu ngầm với Bắc Kinh. Song cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai nước đã làm điều này. Dòng Type 096 có thể sánh ngang với tàu SSBN Dogoruki về động cơ đẩy, hệ thống cảm biến và vũ khí. Song, giống tàu Akula một phiên bản cải tiến hơn về khả năng giảm tiếng ồn, báo cáo hồi tháng 8 của Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ nhận xét. Dogoruki là tàu ngầm SSNB lớp Borei mới nhất của Hải quân Nga, trong khi Akula 1 là mẫu tàu hạt nhân tấn công SSN ra mắt từ những năm 1980, từng được gọi là quân bài chủ lực của Hải quân Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Theo nhà phân tích tình báo kỹ thuật Hải quân Christopher Carson, Hải quân Mỹ hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và theo dõi tàu lớp Akula, dù đây không còn là mẫu tàu ngầm hiện đại nhất của Moscow. Tàu ngầm Type 096 cũng sẽ rất khó bị phát hiện. Nó sẽ trở thành cơn ác mộng đối với chúng ta, Carson nhận xét. Tài liệu học thuật Trung Quốc cho thấy nước này đang phát triển các công nghệ giảm tiếng ồn khác cho tàu ngầm, như dùng vật liệu mới cho thân tàu hay chế tạo lò phản ứng hạt nhân có hiệu suất cao hơn để làm động cơ. Ngoài việc cải thiện về chất, hạm đội tàu ngầm Trung Quốc cũng đang được tăng cường về lượng. Xưởng đóng tàu ngầm ở Hồ Lô Đảo năm 2021 đã khánh thành khu xây dựng thứ hai, cho thấy Bắc Kinh muốn tăng năng lực sản xuất của xưởng. Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc hiện có 60 tàu ngầm, ít hơn 7 tàu so với Mỹ,
Tuy nhiên, tốc độ đóng tàu ngầm hàng năm của Trung Quốc đang dự báo có thể đạt mức cao gấp 3 lần so với con số 1,2 tàu mỗi năm hiện nay của Washington, giúp Bắc Kinh sở hữu hạm đội gồm 80 tàu ngầm vào năm 2035. Với những diễn biến này, kêu cho rằng kỷ nguyên áp đảo về tàu ngầm của Mỹ với Trung Quốc đang đi đến hồi kết. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa Trung Quốc sẽ vượt hoặc bắt kịp Mỹ trên lĩnh vực tàu ngầm trong tương lai gần. Còn nhiều năm nữa, Trung Quốc mới có thể biên chế tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới, cũng chưa thể chắc chắn rằng Bắc Kinh sẽ đạt được bước tiến đáng kể trong chương trình phát triển tàu ngầm. Nhà phân tích WSG cho biết. Theo Kêu, quá trình phát triển tàu ngầm thường kéo dài nhiều năm và phải chế tạo nhiều nguyên mẫu trước khi chốt được thiết kế cuối. Dự án cũng có thể bị hủy bỏ đột ngột vì lý do kỹ thuật, kinh tế và chính trị. Năm 1995, Mỹ đã phải dừng chương trình phát triển tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Sikor vì lý do chi phí cao, chỉ để tạo ra 3 chiếc thay vì 29 tàu như kế hoạch ban đầu. Hải quân Trung Quốc chưa công bố thời gian đưa tàu ngầm Tai-096 vào hoạt động. Báo cáo của NWC nhận định mẫu tàu này có thể đang biên chế vào năm 2030 như lộ trình mà Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính trước đó. Giới phân tích cũng cho rằng tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia hay tàu ngầm SSBN lớp Columbia đang phát triển của Mỹ hiện vẫn đi trước một thế hệ so với tàu Trung Quốc. Xét trên công nghệ giảm tiếng ồn, động cơ, hệ thống vũ khí và nhiều phương tiện khác, như vậy Trung Quốc không nhất thiết phải cố gắng bắt kịp năng lực tàu ngầm của Mỹ, chuyên gia Kêu nêu quan điểm. Bằng cách chế tạo được tàu ngầm khó bị phát hiện hơn, cũng như sản xuất chúng với số lượng lớn, Bắc Kinh sẽ khiến Washington phải tiêu tốn nhiều nguồn lực hơn trong việc giám sát tàu của mình. Một điểm bất lợi nữa với Mỹ là Washington hiện không có máy bay tuần tra chống ngầm đồn trú thường trực ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà thường luôn chuyển sát thủ sang ngầm B-8 Poseidon qua căn cứ ở Okinawa, Nhật Bản để làm nhiệm vụ này. Chúng tôi biết tàu ngầm Trung Quốc ở đâu, song có thể theo dõi chúng hay không thì phụ thuộc vào vấn đề nguồn lực, một sĩ quan tác chiến chống ngầm mới nghỉ hưu của nước này nhận xét. Kính thưa quý vị, sau chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Lakshadweep, Ấn Độ đã quyết định mở rộng sự hiện diện hải quân của mình một cách vững chắc bằng cách thiết lập các căn cứ hải quân ở quần đảo Agatti và Minicoy, hay còn gọi là quần đảo Lakshadweep, cùng với các căn cứ không quân nhằm đảm bảo các vùng biển liên lạc quan trọng. Trong những năm gần đây, Ấn Độ phát triển như một lực lượng quan trọng trong an ninh hàng hải với sự xuất hiện của các căn cứ hải quân ở Lakshadweep. Sức mạnh của hải quân ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ tăng lên. Động thái chiến lược của Ấn Độ không chỉ nhằm cứu các tàu chở hàng, kể cả khỏi cướp biển mà còn đối phó với mối đe dọa của Trung Quốc ở Maldives cũng là mục tiêu. Trước tiên, chúng ta sẽ nói về tầm nhìn của Ấn Độ về phát triển Lakshadweep, cũng như mục tiêu của Ấn Độ và nó có ảnh hưởng tới Trung Quốc như thế nào quý vị nhé. Vị trí chiến lược của Lakshadweep và tầm nhìn của Ấn Độ. Quần đảo Lakshadweep và Minicoy nằm trên kênh chính độ, mà qua đó thương mại trị giá hàng tỷ đô la đi qua trên đường đến Đông Nam Á và Bắc Á. Cụ thể, tuyến đường vận chuyển thương mại chính từ kênh Suez hoặc Vịnh Ba Tư đến Đông Nam Á và xa hơn nữa đều đi qua kênh chính độ rộng 200 km giữa Lakshadweep và Minicoy và kênh 10 độ giữa Andamans và quần đảo Nicobar. Ấn Độ lại thống trị ngay cả tuyến thương mại qua eo biển Sunda và Lombok của Indonesia. Kênh chính độ thu hút vận chuyển hàng nghìn tỷ đô la giữa châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á và Bắc Á. Và đây là SLOC, chính là các hãng vận chuyển đến và đi từ eo biển Malacca, bao gồm Sri Lanka và Nam Ấn Độ Dương, ngay cả giao thông đi từ kênh đảo Suez và Vịnh Ba Tư đến các eo biển Sunda, Lombok hoặc Ombiweta. Cũng phải đi qua vùng lân cận quần đảo Minicoy và lãnh thổ quần đảo Andamans và Nicobar của Ấn Độ. Kênh chính độ này bổ sung cho kênh 10 độ ngăn cách quần đảo Great Andamans với quần đảo Nicobar và dẫn đến eo biển Malacca. Theo đó, việc nâng cấp căn cứ không quân tại vịnh Campbell và xây dựng cơ sở bổ sung cho các tàu chở dầu toàn cầu đang chờ đến lượt vào eo biển Malacca là một phần của kế hoạch an ninh quốc gia và đang được thực hiện đều đặn với sự giúp đỡ của các quốc gia nằm trong liên minh bộ tứ. Điều quan trọng nhất với Ấn Độ là đảm bảo an ninh hàng hải và chống lại sự thâm nhập ngày càng sâu của hải quân Trung Quốc, mà quần đảo Minicoy chỉ cách Maldives
524 km, nơi mà căn cứ hải quân Trung Quốc hiện diện ở đó. Vị trí địa lý của quần đảo Lakshadweep và Mindanao cũng như quần đảo Andaman và Nicobar giúp Ấn Độ có thể bảo vệ các tuyến đường thương mại hàng hải trong khi đối phó với thách thức từ việc hải quân Trung Quốc và các lực lượng tiếp viện của họ đang mở rộng nhanh chóng ở Ấn Độ Dương. Cho nên căn cứ không quân mở rộng tại Mindanao và Vịnh Campbell không chỉ giúp Ấn Độ nhận thức tốt hơn về lĩnh vực hàng hải về biển Ả Rập và Ấn Độ Dương, mà còn giúp bảo vệ bờ biển dài 7.500 km của Ấn Độ khỏi mối đe dọa từ bên ngoài. Nó cũng sẽ mang lại cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ sự minh bạch hơn về mặt trận khu vực Ấn Độ Dương khi các tàu chiến Trung Quốc thường xuyên đột nhập vào khu vực với danh nghĩa là để tham gia vào lực lượng chống cướp biển ngoài khơi Vịnh Aden. Nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa. Về mặt quân sự, các căn cứ tiền phương tại Mindanao và Vịnh Campbell sẽ triển khai lực lượng ở khu vực Ấn Độ Dương vì các máy bay chiến đấu của IAF sẽ có thể bao phủ toàn bộ biển Ả Rập cho đến Đông Phi bằng cách sử dụng máy tiếp nhiên liệu trên không, giống như máy bay quân sự Ấn Độ có thể bay đến bờ biển của đồng minh Australia trong Liên minh Bộ tứ Quad sau khi cất cánh từ Vịnh Campbell ở quần đảo Nicobar. Năng lực của Ấn Độ sẽ được mở rộng hơn nữa với sự sẵn sàng có của máy bay không người lái Predator MQ-9P được vũ trang ở độ cao lớn từ Mỹ. Các căn cứ ba quân tại Mindanao và Vịnh Campbell có thể chỉ là một hạt nhỏ trong vùng Ấn Độ Dương rộng lớn, nhưng chúng sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi trong chiến lược của Ấn Độ nhằm đương đầu với thách thức bành trướng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Chính vì thế mà Ấn Độ đã nhanh chóng xây dựng và tiếp tục thúc đẩy chiến lược quan trọng này. Nói về tầm nhìn của Ấn Độ về phát triển là Lakshadweep đang có một bước tiến đáng kể với việc khởi công xây dựng một sân bay đa năng trên đảo Mindanao. Dự án đầy tham vọng này có khả năng chứa máy bay quân sự, bao gồm cả máy bay chiến đấu cùng máy bay thương mại, đang có được động lực mới khi nó tiến triển tích cực. Các nguồn tin của chính phủ tiết lộ rằng mục tiêu chính là thiết lập một sân bay phòng thủ chung, đánh dấu một bước đi chiến lược nhằm tăng cường các hoạt động quân sự và dân sự trong khu vực. Các góc độ quân sự, sân bay được đề xuất trên đảo Mindanao mang lại cho Ấn Độ khả năng đáng gờm để giám sát biển Ả Rập và khu vực Ấn Độ Dương rộng lớn hơn. Tầm nhìn vượt ra ngoài lĩnh vực xây dựng, nhấn mạnh đến sự kết hợp giữa các nỗ lực quân sự và dân sự. Đáng chú ý, sự hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ và không quân Ấn Độ là yếu tố trung tâm của sáng kiến này. Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ ban đầu đã đề xuất phát triển một đường băng ở quần đảo Mindanao, nhấn mạnh những lợi thế chiến lược gắn liền với địa điểm này. Hơn nữa, việc xây dựng một sân bay đa năng trên đảo Mindanao có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh tầm nhìn mở rộng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, khả năng giám sát nâng cao mà sân bay này mang lại sẽ mang lại cho Ấn Độ một lập trường chủ động, đảm bảo tư thế phòng thủ vững chắc. Sân bay lưỡng dụng này sẵn sàng tăng cường đáng kể cơ sở hạ tầng quốc phòng của Ấn Độ, cung cấp cơ sở hoạt động cho nhiều loại máy bay và tăng cường khả năng giám sát. Đồng thời, sáng kiến này phù hợp với các mục tiêu rộng lớn hơn của Ấn Độ đối với quần đảo Lakshadweep, bao gồm cả việc thúc đẩy du lịch trong khu vực. Hiện tại, các hòn đảo dựa vào một đường băng duy nhất ở Akiati, hạn chế số loại máy bay có thể tiếp nhận. Đề xuất được hồi sinh về một sân bay mới trên đảo Mindanao, phản ánh cách tiếp cận hướng tới tương lai, nhằm giải quyết nhu cầu ngày càng tăng của cả khu vực quân sự và dân sự ở Lakshadweep. Tóm lại, sáng kiến xây dựng sân bay đa năng trên đảo Mindanao là một phần then chốt trong tầm nhìn toàn diện của Ấn Độ về phát triển Lakshadweep. Sự tích hợp các hoạt động quân sự, dân sự với sự hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ và không quân Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của nỗ lực này. Khi dự án này tiến triển tích cực, nó báo trước một kỷ nguyên mới về cơ sở hạ tầng của khu vực, phục vụ cho cả mục tiêu quốc phòng và du lịch, đồng thời định vị chiến lược của Ấn Độ để đáp ứng các động lực trong khu vực. Câu hỏi đặt ra là các căn cứ hải quân ở Lakshadweep đe dọa như thế nào đến Trung Quốc? Khi Ấn Độ quyết định mở rộng và tăng cường các căn cứ hải quân ở Lakshadweep, chúng có thể đe dọa đến lợi ích và hoạt động Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương theo một số cách. Một là các căn cứ hải quân ở Lakshadweep có thể giúp Ấn Độ tăng cường kiểm soát biển và đường thông thương quan trọng trong khu vực, gây áp lực lên hoạt động hải quân và thương mại của Trung Quốc. Hai,
là đối với Trung Quốc mà nói, các căn cứ này như một thách thức quân sự và sẵn sàng đáp trả nhanh chóng sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc ở khu vực bằng cách triển khai thêm các tàu chiến và máy bay quân sự tới đây. Bởi vậy mà Trung Quốc có thể nhìn nhận việc mở rộng căn cứ hải quân ở Lakshadweep là một mối đe dọa đến an ninh quốc gia của mình và sẽ tăng cường hoạt động tình báo và an ninh trong khu vực. Như chúng ta đã biết, biển Ấn Độ Dương là một trong những tuyến đường thương mại quan trọng nhất thế giới, kết nối các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu và châu Phi. Trên 90% lượng hàng hóa quốc tế được vận chuyển thông qua biển, và việc kiểm soát các tuyến đường thương mại này có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và an ninh của Trung Quốc. Điểm quan trọng không thể bỏ qua là biển Ấn Độ Dương chứa lượng dầu mỏ lớn và các con đường chính để vận chuyển năng lượng từ Trung Đông đến Trung Quốc. An ninh và ổn định ở khu vực này là quan trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc và đảm bảo nguồn cung ổn định của năng lượng. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ lực lượng hải quân và mở rộng sự hiện diện của mình ở biển. Việc kiểm soát và thâm nhập vào biển Ấn Độ Dương là một phần của chiến lược lâu dài của Trung Quốc để đảm bảo an ninh và ổn định khu vực, cũng như để củng cố vị thế quốc tế của mình. Bây giờ, Ấn Độ đã gia tăng sự kiểm soát hàng hải và tuyến đường vận chuyển ở Ấn Độ Dương. Điều này chẳng khác nào siết chặt Trung Quốc và an ninh kinh tế của nước này. Vấn đề nằm ở chỗ, Trung Quốc và Ấn Độ là hai cường quốc mới nổi nhưng lại có những mâu thuẫn và tranh chấp về biên giới cũng như hàng hải. Do đó, nước cờ mà Ấn Độ đi rõ ràng buộc Trung Quốc phải nhượng bộ để đàm phán. Nhưng trong trường hợp Trung Quốc không đàm phán, mà lại gia tăng hiện diện quân sự và hoạt động tình báo ở Ấn Độ Dương, thậm chí là phá rối việc Ấn Độ xây dựng căn cứ hải quân ở Lakshadweep, thì điều này cũng sẽ khiến cho hai quốc gia này gia tăng thêm đối đầu. Quan trọng là cả Ấn Độ và Trung Quốc đều là hai nền kinh tế lớn và có sức ảnh hưởng to lớn trên thế giới. Mối quan hệ giữa hai quốc gia này, đặc biệt là trong vùng biển Ấn Độ Dương, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và an ninh khu vực. Nhưng việc Ấn Độ chuyển sang tận dụng vị trí chiến lược của Lakshadweep để làm một lợi thế trước Trung Quốc trên bàn đàm phán, liệu có phải là nước cờ hoàn hảo không? Câu trả lời là không. Nó là bước đi chiến lược quan trọng, nhưng vẫn còn thách thức an ninh với Ấn Độ. Thách thức an ninh của Ấn Độ và lỗ hổng để Trung Quốc khai thác. Vào ngày 7 tháng 4 năm 2021, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John Paul Jones đã đi qua ngoài khơi bờ biển Lakshadweep. Đó là hoạt động tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ, nhưng đó là vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Ấn Độ, khu vực mà quốc gia có chủ quyền và có quyền đặc biệt để khám phá và sử dụng tài nguyên biển. Ấn Độ phản ứng mạnh mẽ. Họ nói rằng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển không cho phép các tàu chở vũ khí hoặc chất nổ đi qua mà không có sự đồng ý của quốc gia ven biển. Phản ứng của Ấn Độ là phù hợp và dễ hiểu, nhưng việc di chuyển trái phép của tàu chiến Mỹ gần vùng biển Ấn Độ cũng làm nổi bật một điều khác. Trong số 36 hòn đảo của Lakshadweep, chỉ có 10 hòn đảo có người sinh sống, dân số ước tính khoảng 73.000 người, dự báo năm 2020. Nhưng Lakshadweep mang lại cho Ấn Độ 20.000 km lãnh hải và 400.000 km vùng đặc quyền kinh tế. Nó gần với kênh chính độ, mỗi phút có 12 tàu đi qua kênh này. Tuy nhiên, có lẽ vì diện tích đất hạn chế, 32 km vuông, Lakshadweep thiếu cơ sở hạ tầng đầy đủ. Trong nhiều năm, nó chỉ có một đội quân nhỏ và giám sát điện tử. Giờ đây, các nhà hoạch định quân sự Ấn Độ bắt đầu tin rằng nó có thể được sử dụng để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại các quốc gia láng giềng như Maldives, Mauritius, Seychelles, Sri Lanka, Pakistan và Myanmar. Trung Quốc đã xây dựng thành phố cảng ở Sri Lanka, cách Ấn Độ khoảng 300 km. Tương tự, nước này kiểm soát một số hòn đảo ở Maldives và đang xây dựng một sân bay ở đó. Do đó mà Ấn Độ đã tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng ở quần đảo quan trọng này. Nó sẽ làm tăng khả năng phòng thủ của Lakshadweep. Hải quân đang hợp tác với chính quyền dân sự để mở rộng đường băng Agati lên 3.200 m từ 1.000 m để chứa các máy bay lớn hơn. Một đường băng dài hơn sẽ dành cho máy bay trinh sát hàng hải tầm xa Boeing B-8I Poseidon của Hải quân. Phi đội INAS-312, biệt danh là The Bastos, hiện có trụ sở tại INS Rasali ở Arakonam, Tamil Nadu. Các chuyên gia cho rằng chiếc B-8I cất cánh từ Agati sẽ có chặng bay dài hơn ở khu vực Ấn Độ Dương, giúp nó có thể vươn tới tận Nam Phi.
Nói một cách dễ hiểu, Ấn Độ tích cực lấp đầy lỗ hổng an ninh của mình. Hiện nay các cơ quan hàng hải Ấn Độ đang theo dõi chặt chẽ kênh chính độ, ngăn cách đảo Minicoy với quần đảo Lakshadweep chính. Kênh này được sử dụng bởi tất cả các thương nhân đến và đi từ châu Âu, Trung Đông và Tây Á, Nam Đông Á và Viễn Đông. Ấn Độ có thể chặn kênh và cắt đứt đường tiếp tế của đối phương. Tuy nhiên còn một thách thức khác mà Ấn Độ sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều. Đó là các vùng biển của Ấn Độ đã trở thành nơi buôn bán ma túy toàn cầu. Cho nên, việc bảo vệ các hòn đảo có người ở đặt ra một loại thách thức khác, vì chúng có thể được sử dụng để buôn bán vũ khí, ma túy và là nơi trú ẩn của đường dây buôn người. Tại Ấn Độ, an ninh bờ biển nhận được sự quan tâm đặc biệt sau vụ tấn công khủng bố Mumbai ngày 26 tháng 11. Người ta chỉ ra rằng trang phục khủng bố có thể đặt ra thách thức an ninh nếu Lakshadweep không được bảo đảm an toàn. Các cơ quan tình báo thậm chí còn cảnh báo rằng tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba có trụ sở ở Pakistan có thể sử dụng các hòn đảo không có người ở Lakshadweep làm căn cứ để tấn công lục địa Ấn Độ. Vị trí gần quần đảo này với Maldives được coi là một mối lo ngại bổ sung. Các cơ quan an ninh tin rằng dân số chủ yếu là người Hồi giáo ở Lakshadweep trên 90%. Dễ dàng lựa chọn trang phục theo trào lưu chính thống của người Maldives. Trung tá nghị sĩ Habibullah đã nghỉ hưu. Người gốc Andros là sĩ quan lục quân đầu tiên đến từ Lakshadweep. Nói rằng chủ nghĩa chính thống đang gia tăng ở Maldives, gây ra một mối đe dọa. Vụ đánh bom gần đây nhằm vào cựu tổng thống Maldives Mohamed Nasheed cho thấy sự xâm nhập của các nhóm cực đoan. Tỷ lệ phần trăm tân binh thánh chiến từ các quốc gia Nam Á cho ISIS là từ Maldives. Xin lưu ý rằng, Maldives lại nằm dưới quyền ảnh hưởng của Trung Quốc, do đó việc Trung Quốc sử dụng Maldives để chống lại Ấn Độ, thậm chí đe dọa an ninh hoặc thúc đẩy hoạt động khủng bố đe dọa Ấn Độ, cũng là những vấn đề rắc rối khiến các nhà lãnh đạo New Delhi phải đau đầu. Bây giờ, chúng ta sẽ chờ đợi phản ứng và các nước cờ đối trọng mà Trung Quốc sẽ đi để đối phó với việc Ấn Độ xây dựng và đầu tư mạnh vào các căn cứ hải quân ở quần đảo Agati và Lakshadweep. Chào mừng quý vị trở lại với Thế giới tiêu điểm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các điểm nóng tin tức trên toàn thế giới. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev mới đây cho rằng Moscow có thể mở rộng quy mô tấn công và đưa quân trở lại Kiev để đạt được mục tiêu chiến dịch. Dừng lại ở đâu, tôi không chắc. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc để làm nếu muốn thiết lập vùng đệm an toàn. Chúng ta sẽ cần trở lại Kiev, nếu không phải bây giờ thì là vào thời điểm nào đó trong tương lai. Trong giai đoạn tiếp theo của xung đột, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm 22 tháng 2. Ông Medvedev đưa ra bình luận khi được hỏi về giới hạn địa lý của chiến dịch quân sự tại Ukraine, cũng như khả năng Nga mở rộng quy mô tấn công. Theo ông, lý do khiến Nga cần đưa quân trở lại để kiểm soát Kiev là thành phố này có nguồn gốc Nga, nhưng lại đang bị kiểm soát bởi bộ máy quốc tế chuyên chống Nga do Mỹ dẫn đầu. Những người cầm quyền tại đó chỉ là bù nhìn. Mọi quyết định đều được đưa ra ở nước ngoài và tại tổng hành dinh NATO. Vì vậy có thể Kiev sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của chiến dịch. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói thêm, vào giai đoạn đầu chiến dịch tại Ukraine, Nga đã triển khai lực lượng tinh nhuệ cùng hàng trăm xe tăng, thiết giáp tấn công vào thủ đô Kiev. Tuy nhiên, nhiều đơn vị trong số đó đã hứng chịu tổn thất trước sức kháng cự của quân đội Ukraine, vốn được trang bị nhiều loại tên lửa chống tăng hiện đại của phương Tây. Quân đội Nga bắt đầu rút khu vực ngoại ô Kiev và tỉnh Chernihiv ở miền Bắc Ukraine cuối tháng 3 năm 2022, thời điểm phái đoàn hai bên đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này giúp quân đội Ukraine giành lại nhiều khu vực xung quanh Kiev trước khi mở chiến dịch phản công chớp nhoáng vào cuối năm 2022 để đẩy lùi lực lượng Nga khỏi tỉnh Kharkov, vùng Đông Bắc và thành phố Kherson ở miền Nam. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 năm 2023 công bố dự thảo thỏa thuận hòa bình mang tên Hiệp ước về quy chế trung lập vĩnh viễn và bảo đảm an ninh của Ukraine. Cáo buộc chính quyền Ukraine hủy thỏa thuận sau khi quân đội Nga rút lực lượng khỏi khu vực Kiev theo cam kết. Ông chủ điện Kremlin tháng trước tuyên bố quân đội Nga sẽ mở rộng vùng đệm an toàn, lấy lực lượng Ukraine khỏi những khu vực do Kiev kiểm soát.
ranh giới vùng phi quân sự hóa cần đủ xa để bảo đảm an ninh cho lãnh thổ Nga, nhất là đối với các vũ khí do nước ngoài sản xuất, thường được Ukraine sử dụng để tấn công những thành phố yên bình của chúng ta, ông nói. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ tìm mọi cách để đẩy lực lượng Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ đã kiểm soát, cũng như đặt mục tiêu giành lại Crimea, bán đảo Nga sáp nhập năm 2014. Quân đội Ukraine từ tháng 6 năm 2023 mở chiến dịch phản công quy mô lớn để giành lại lãnh thổ, nhưng không thể vượt qua được phòng tuyến kiên cố của Nga, khiến chiến trường rơi vào bế tắc. Sau khi Ukraine ngừng phản công, Nga củng cố lực lượng tiến hành phản kích ở nhiều khu vực nhằm giành lại thế chủ động. Lực lượng Nga ngày 17 tháng 2 kiểm soát hoàn toàn Avdiivka, thành trì chiến lược ở Donetsk, và họ đã dồn lực tấn công từ tháng 10 năm 2023. Đây là thắng lợi lớn nhất mà quân đội Nga giành được kể từ khi kiểm soát thành phố Bakhmut hồi tháng 5 năm 2023. Khi do quân đội Ukraine thất thủ ở Avdiivka, chiến thuật thiếu linh hoạt, thay đổi nhân sự cấp cao và tình trạng thiếu đạn là những nguyên nhân khiến Ukraine mất thế trận tại Avdiivka, theo giới chuyên gia. Avdiivka là mục tiêu quan trọng đến mức Nga đã dùng rất nhiều quân cùng khí tài hiện đại tới đây để quyết chiếm bằng được. Quân đội Ukraine ước tính hơn 17.000 quân nhân Nga thiệt mạng, ít nhất 30.000 lính bị thương, hơn 220 phương tiện bị hư hại trong hơn 3 tháng mở chiến dịch tiến công Avdiivka. Nga đã tiêu tốn nhiều nguồn lực để giành được thành phố. Tuy nhiên, trận đánh kéo dài nhiều tháng cũng hé lộ hàng loạt vấn đề với quân đội Ukraine hiện nay. Bình luận viên Igor Kovsov nhận định trong bài phân tích trên trang Kiev Independent của Ukraine. Trong nhiều năm qua, quân đội Ukraine đã biến Avdiivka thành pháo đài với nhiều công trình phòng thủ vững chắc. Nhưng giới chuyên gia quân sự cho rằng trên chiến trường hiện đại, điều đó là không đủ để đối phó với hỏa lực áp đảo của Nga. Ivan Stubas, nhà phân tích có liên hệ với cơ quan an ninh Ukraine FBU, nói rằng Nga không tiến công dàn trải trên nhiều mặt trận như các trận đánh trước đây. Các đơn vị Nga áp sát từ sườn Bắc và Nam Avdiivka tạo thành thế gồng kìm bao vây và bào mòn lực lượng phòng thủ trước khi dồn toàn bộ hỏa lực vào thành phố. Trong khi đó, quân đội Ukraine phòng thủ tại đây là áp dụng chiến thuật cứng nhắc, không kịp thời đưa ra quyết định linh hoạt khi đối mặt với những trận mưa bom của Nga trút xuống khiến toàn bộ hệ thống phòng thủ của họ sụp đổ. Quân đội Ukraine không kịp củng cố phòng tuyến trước khi Nga mở chiến dịch tiến công. Lữ đoàn cơ giới số 110 đóng giữ tại đây không được tăng viện khi cần thiết. Mệnh lệnh rút quân bị trì hoãn vì những lý do chưa xác định. Tất cả đều là những sai lầm chết người khi đối mặt với đối phương áp đảo về hỏa lực đường không, pháo binh và nhân lực. Kosov nói, lữ đoàn xung kích độc lập số 3, đơn vị tinh nhuệ của Ukraine với nòng cốt là các cựu binh lữ đoàn Azov, được điều động tới Avdiivka để củng cố phòng tuyến và hỗ trợ hoạt động sơ tán. Tuy nhiên, lực lượng của họ chỉ có 2 tiểu đoàn. Trong khi quân đội Nga triển khai nhiều lữ đoàn dày dặn kinh nghiệm để công kích thành phố, tình trạng cạn kiệt đạn dược khiến pháo binh Ukraine gần như không thể yểm trợ đồng đội khi có yêu cầu. Một binh sĩ nói rằng anh ta từng thấy rõ một xe tải chở đầy đạn dược đến điểm tập kết của Nga, nhưng không có cách nào để tập kích nó. Chúng tôi tìm cách gọi hỏa lực pháo binh bắn vào đó, nhưng không có loạt đạn nào khai hỏa. Lô đạn đó đến nơi được chia cho các đơn vị Nga để duy trì tấn công chúng tôi, người này tiết lộ. Kirill Mikhailov, chuyên gia của nhóm tình báo xung đột ở Kiev, chỉ ra rằng tình trạng thiếu hụt đạn phòng không còn khiến lực lượng Ukraine bất lực trước hỏa lực từ trên không của Nga và nhường lại bầu trời cho đối phương. Đây là lý do bom dẫn đường thả từ tiêm kích bom Nga trở thành vũ khí có tác động đáng kể đến cục diện tại Avdiivka. Chúng sang phẳng mọi cứ điểm, gây chấn động nặng với những người ở cách mục tiêu hàng chục mét, khiến Ukraine không thể bám trụ bất kỳ vị trí nào. Độ chính xác thấp cũng không ý nghĩa gì với mật độ bom lớn như vậy, ông nói. Lữ đoàn Ukraine hoạt động gần Avdiivka ngày 17 tháng 2 nói rằng họ phải hứng chịu khoảng 60 bom dẫn đường của Nga mỗi ngày, trong khi một binh sĩ giấu tên tiết lộ khoảng 500 quả bom lượng các loại đã được thả xuống những trận địa quanh Avdiivka trong vài ngày trước khi Kiev ra lệnh rút quân. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sitsky ra lệnh từ bỏ thành phố ngày 17 tháng 2, nhưng Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các binh sĩ đối phương bắt đầu rút chạy hỗn loạn, mất kiểm soát, từ trước đó một ngày. Điều này khiến các đơn vị Ukraine phải phơi mình trước hỏa lực dữ dội của Nga, hứng chịu tổn thất nặng nề về người và khí tài. Trung tá về hưu Blendrand, cố vấn Anh đang làm việc cho Kiev,
thừa nhận quân đội Ukraine không rút lui mà bị đánh bật khỏi Avdiivka. Lữ đoàn 110 đã bị thảm sát, ông nói thêm. Kiev không tiết lộ con số binh sĩ thiệt mạng và bị thương khi rời thành phố, nhưng nhấn mạnh tổn thất chỉ ở mức tối thiểu nếu xét tình huống ở Avdiivka. Dù vậy, Kostov cho rằng quyết định rút quân trong vội vã và hỗn loạn cho thấy sự thiếu tầm nhìn của một số chỉ huy cấp cao quân đội Ukraine. Rút lui khỏi trận địa đối phương vây ép là một trong những hoạt động khó khăn nhất với bất cứ đội quân nào. Các chuyên gia Ukraine và phương Tây cho rằng mệnh lệnh từ bỏ Avdiivka đáng lẽ phải được đưa ra từ trước tháng 2, thời điểm Nga gần như khép hoàn toàn vòng vây quanh thành phố. Lực lượng Ukraine rút lui thay vì bám trụ thành phố bằng mọi giá, nhưng quyết định được đưa ra quá muộn và gây tổn thất nặng nề, cho thấy Ukraine chưa rút được bài học từ những trận đánh tại Severodonetsk, Soledad hay Bakhmut. Michael Kaufman, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Mỹ nêu quan điểm. Không được để lực lượng phòng thủ rơi vào thế chiến đấu ở ba mặt, trừ khi họ đủ binh lực để đẩy lùi đối phương ở hai mặt trong số đó. Quân đội Ukraine đáng lẽ phải xây dựng phương án vừa rút lui vừa chiến đấu từ cách đây 3 tuần. Khi nhận ra rằng thành phố sẽ bị chiếm đóng, họ tổn thất rất nhiều người mà không đạt được kết quả nào, trung tá về hưu Brand nói. Ngoài danh lệnh lực lượng, quân đội Ukraine còn chịu tác động từ giới chính trị. Trong bối cảnh nước này có thể tổ chức bầu cử trong năm nay, Avdiivka thất thủ không lâu sau khi Tổng thống Ukraine cách chức tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny và thay thế ông bằng tướng lục quân Oleksandr Sisky. Động thái này liên quan rất nhiều đến chính trị. Tướng Sisky có xu hướng thực hiện mọi mệnh lệnh được giao. Trong khi Zaluzhny sẵn sàng bày tỏ quan điểm và phản bác những yêu cầu không phù hợp từ bộ máy lãnh đạo chính trị, Stilbart nhận xét. Chuyên gia Kaufman cho rằng tâm lý quyết giữ thành phố bằng mọi giá trước thêm kỷ niệm 2 năm chiến sự bùng phát vào ngày 24 tháng 2 của giới chính trị Ukraine không giúp ích cho chiến trường. Cảnh báo Kiev cần chiến đấu khôn ngoan hơn trong năm 2024. Ukraine không thể chỉ phòng thủ khắp nơi, họ cần phản công và đẩy lùi tiền tuyến về phía đối phương. Không thể trông chờ kịch bản bao mòn quân đội Nga trong các chiến dịch phòng thủ. Những gì xảy ra tại Avdiivka đã cho thấy hàng loạt vấn đề với quân đội Ukraine mà tướng Sisky cần giải quyết, Brand nói. Thảm cảnh Avdiivka giáng đòn vào sĩ khí Ukraine. Lượng lớn binh sĩ bị bắt làm tù binh sau khi Avdiivka thất thủ có thể khiến sĩ khí quân đội Ukraine giảm sút đáng kể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực tuyển quân. Đây là thất bại nặng nề nhất của Ukraine kể từ khi thành phố Bakhmut thất thủ hồi năm ngoái. Các quan chức quân đội Ukraine sau đó nói rằng cuộc rút quân được tiến hành theo kế hoạch với tổn thất tối thiểu, sau khi họ điều động lữ đoàn xung kích độc lập số 3, một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất tới yểm trợ cho lữ đoàn 110 rút lui khỏi Avdiivka. Một quan chức cấp cao ở Kiev tuyên bố chỉ có 6 binh sĩ bị bắt làm tù binh trong quá trình rút lui khỏi thành phố, sau khi họ hết đạn và đứt liên lạc với đơn vị. Quan chức này cũng cho hay Nga đã hứng chịu tổn thất nặng nề về người và khí tài trong quá trình tấn công Avdiivka. Những tuyên bố này được coi là nỗ lực của Kiev nhằm đảm bảo binh sĩ không bị mất tinh thần sau khi Avdiivka, thành trì mang biểu tượng cho năng lực kháng cự của họ ở Donetsk, thất thủ. Nhưng những thông tin được công bố vài ngày qua cho thấy bức tranh hoàn toàn khác. Truyền thông Ukraine đã phỏng vấn thân nhân ít nhất 5 binh sĩ bị kẹt lại tại chốt Zenit ở Avdiivka, trong đó có 4 người bị thương nặng, cho thấy tình cảnh tuyệt vọng của họ trong thời khắc cuối cùng. Quân đội Ukraine đã không cử lực lượng tới sơ tán họ như kế hoạch, khiến họ chờ đợi trong vô vọng và gọi điện về cho người thân để kể về tình cảnh của mình. Video lan truyền trên mạng xã hội Nga sau đó cho thấy những binh sĩ này cuối cùng đã bị bắn chết sau khi chốt Zenit thất thủ. Những thông tin được công bố sau đó cho thấy tổn thất của Ukraine ở Avdiivka có thể lớn hơn nhiều và thất bại ở thành phố này có thể gây ra tác động nghiêm trọng hơn so với những phát biểu của các chỉ huy quân đội. Hai binh sĩ Ukraine nắm rõ kế hoạch rút quân cho hay khoảng 850 đến 1.000 quân nhân đã bị Nga bắt làm tù binh hoặc mất tích khi phòng tuyến Avdiivka sụp đổ. Các quan chức phương Tây nhận định ước tính này tương đối chính xác. Các quan chức Mỹ cho rằng Avdiivka thất thủ không phải thất bại chiến lược đáng kể, khó gây ra hiệu ứng sụp đổ dây chuyền trên phòng tuyến Ukraine. Lực lượng Nga cũng khó có thể nhanh chóng tập trung được lực lượng để mở đợt tấn công quy mô lớn khác sau khi kiểm soát Avdiivka. Tuy nhiên, việc khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine mắc kẹt ở Avdiivka bị bắt làm tù binh có thể làm đảo lộn đánh giá này. Nhiều quan chức Mỹ gần đây nhận định thất bại ở Avdiivka cũng như những biến động liên tiếp trong nội bộ quân đội Ukraine đã giáng đòn nặng nề vào sĩ khí của lực lượng.
gây tổn hại nghiêm trọng tới nỗ lực tuyển quân để bổ sung lực lượng cho Kiev. Theo các quân nhân Ukraine và giới phân tích phương Tây, việc các chỉ huy cấp cao trong quân đội Ukraine không thể tiến hành một chiến dịch rút quân trật tự và hợp lý, gây ra tình cảnh tháo chạy trong hỗn loạn cuối tuần qua khi các điểm phòng ngự sụp đổ là nguyên nhân trực tiếp gây ra tổn thất lớn và số người bị bắt làm tù binh cao. Họ cho rằng quyết định rút quân được đưa ra quá muộn khi lực lượng phòng thủ ở Avdiivka gần như đã bị bao vây hoàn toàn và mọi thứ không được lên kế hoạch kỹ càng, khi các đơn vị chỉ có thể thoái lui bằng một tuyến đường duy nhất dưới làn hỏa lực pháo binh Nga, buộc phải để lại những thương binh không thể di chuyển. Rút quân dưới làn đạn pháo, máy bay không người lái UAV tự sát và những trận bom liên tiếp là hoạt động quân sự khó khăn nhất, khi các chỉ huy trực tiếp tại chiến trường gần như không có phương án nào để hạn chế tổn thất. Các binh sĩ Ukraine cho biết lực lượng nước này không chuẩn bị cho tình huống Nga tiến quân nhanh chóng vào Avdiivka cuối tuần trước. Ukraine cố gắng câu giờ để rút quân chính quy khỏi thành phố, nhưng lữ đoàn xung kích độc lập số 3 cùng các lực lượng đặc nhiệm đã không thể làm chậm đà tiến của Nga để các binh sĩ Ukraine đang mắc kẹt có đủ thời gian thoát ra ngoài. Theo nhiều chuyên gia Mỹ, rút quân và tránh tổn thất nặng nề là nhiệm vụ khó, song vẫn khả thi nếu được thực hiện một cách có chủ ý và không quá gấp rút. Tuy nhiên, lính Ukraine tại Avdiivka dường như đã đợi quyết định rút lui quá lâu. Họ điên cuồng tháo chạy và phải trả giá đắt cho cuộc rút quân chóng vánh. Thách thức Ukraine đối mặt khi rút khỏi Avdiivka càng tăng khi lực lượng Nga đã bao vây ba mặt thành phố. Tuyến đường nhựa ở phía tây Avdiivka là lối thoát duy nhất của họ, nhưng nó đã nằm dưới làn đạn hỏa lực trực tiếp của Nga từ đầu tháng này, khiến việc rút quân càng trở nên nguy hiểm hơn. Khi quân đội Ukraine rời khỏi Avdiivka, Nga mở nhiều đợt pháo kích, không kích vào tuyến đường, khiến đối phương chịu thiệt hại đáng kể. Một binh sĩ Ukraine kể rằng, trên hành trình rút chạy đã chứng kiến thi thể đồng đội chồng chất. Các đơn vị quân đội Ukraine từ lâu gặp khó khăn trong liên lạc với nhau do dùng nhiều loại thiết bị thông tin khác nhau. Một số binh sĩ Ukraine cho hay vấn đề liên lạc là một trong các yếu tố khiến cuộc rút lui khỏi Avdiivka trở nên hỗn loạn, khiến nhiều lính bị lạc đơn vị và rơi vào tay đối phương. Nhiều đơn vị Ukraine thậm chí đã tự quyết định triệt thoái trước khi các đơn vị bạn biết về quyết định rút quân, khiến họ bị hở sườn và nhanh chóng bị lực lượng Nga bao vây. Điều đó đã khiến tinh thần binh sĩ Ukraine giảm sút, đặc biệt là khi họ chứng kiến chiến dịch phản công thất bại năm ngoái và việc tướng thép Valery Zaluzhny bị cách chức tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine do những bất đồng với giới lãnh đạo chính trị. Kết quả là Avdiivka thất thủ có thể gây tác động lớn hơn những gì mà nhiều người dự đoán ban đầu. Việc hàng trăm binh sĩ, đặc biệt là những người có kinh nghiệm chiến đấu, bị Nga bắt làm tù binh sẽ khiến nhu cầu tuyển quân của Ukraine tăng cao. Nhưng chứng kiến rất nhiều binh sĩ bị thương, bị bỏ mặc, trở thành tù binh hoặc thiệt mạng ở Avdiivka vì những sai lầm của chỉ huy có thể khiến nhiều thanh niên Ukraine nhục chí, không muốn gia nhập quân đội để chiến đấu. Thực tế này sẽ khiến nỗ lực huy động thêm 500.000 tân binh của Ukraine ngày càng trở nên xa vời. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chúng ta cũng đã điểm qua khá nhiều điểm nóng trên thế giới lúc này rồi. Hy vọng rằng những phần cập nhật thông tin của chúng tôi đã giúp quý vị có được cái nhìn toàn cảnh về tiêu điểm thế giới. Bây giờ thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để giúp chúng tôi có thêm động lực duy trì chương trình. Thế giới tiêu điểm xin chào và hẹn gặp lại.